Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi ha. Rồi có mới đầu ngày phục vụ cho anh em nè. Bán giá 220 ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Ba cái zip nè. Con cái zip đóng này nè. Cái kiềng của chắc mắt nè. Ngàm đẹp. Và mấy đầu khẩu 1/2 ha. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Trong cái càng nói lắc léo 20, 21, 19, 30, 32, 24, 17, 23 ha. Đó. Mới này 220 ngàn, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship gì mẹ ha.